Hello hello, em xin chào các bác các anh lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, hôm nay em lại tiếp tục về rất là nhiều mẫu giày tây mới, một số mẫu giày hiệu nữa nha. Rồi, mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em giày đến từ thương hiệu Uzi ha. Đó, form dáng của em này thì khá là thon gọn luôn. Thiết kế của em nó thì bộ nhận diện ngay cái mặt tiền của em nó là một cái khóa lắc cây vàng ha. Rất là sáng và sang luôn. Đó, thiết kế của em nó là da nhung ha. Đến từ thương hiệu Gucci nha, một thương hiệu khá là xa xỉ rồi. Đó, em này thì được giá rắn trống trơn trước và sau luôn rồi, cho nên mà các bác chỉ việc mang thôi, về mình không phải làm gì hết nữa nha. Chủ trước họ đã rất là cẩn thận, họ đã rắn trống trơn trước và sau luôn rồi. Rồi, và bên trong của em nó thì cũng có dập thương hiệu Gucci bên trong ha, quá xịn sò luôn ạ. Và size chuẩn của em đó là size 5 ha. Bác nào chân chuẩn 39 thì em này là ok ha. Trời ơi, dòng này mua mới cũng 27, 28 triệu rồi á. Đó, bên em bán hàng Si giá rất là ưu đãi luôn. Đó, các bác có thể lựa được rất là nhiều đôi ưng ý với giá thành rất là hợp lý luôn ha. Rồi, và mã chốt hàng của em này đó là H2 ạ. H2 size 39 và shop em đang bán với giá là 3,9 triệu thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em với mã là H2 ha. Trời ơi, quá đẹp cho một em Gucci. Trời, một thương hiệu xa xỉ luôn. Bộ nhận diện ngay mặt tiền, nhìn từ xa mình đã biết là em này là Gucci rồi. Rồi, mã số chốt hàng của em này là H2 các bác nha, size 39 và giá là 3,9 triệu. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày lười dáng mocha. Em này thì đến từ thương hiệu Rigo. Dòng này, thương hiệu này là đến từ Hàn. Rigo là của Nhật các bác nha. Dáng mocha rất là xịn sò luôn. Em này đến từ thương hiệu Rigo. Đó, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật Bản rồi. Đó, form dáng khá là thon gọn luôn. Dáng mocha này thì đã được săn đón rất là nhiều luôn. Đó, bên trong có dập thương hiệu Rigo nè. Đó, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản ha. Đó, da của em này thì em bao bền cho các bác luôn nè. Da rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng live new ha. Đó, em nhập được ít bên ha. Hàng sale về thôi, em chi ân giá rẻ cho các bác luôn. Hàng này thì em không có đủ size đâu, tại vì hàng em hàng sale cho nên mà không có đủ size đâu. Đó, bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Bộ đế âm khá là xịn sò. Đó, đến từ thương hiệu Rigo của Nhật ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là H4 ạ. H4 size 39 ạ. Và shop em đang bán với giá là 750k. Thì ship cho các bác luôn nha. Bác nào lựa được mẫu nào thì cứ alo cho em ha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Rồi, em lên cho các bác một em dáng quần tây nữa ha. Rất là đẹp luôn. Form dáng khá là trơn nè. Form trơn đơn giản, em này rồi đậu còn té các bác ơi. Độ mới khá là cao luôn. Đó, các bác thấy mặt da không? Láng ơi là láng luôn. Đẹp không tì vết luôn ha. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Đó, rồi đậu còn té các bác ơi, mới lắm luôn. Rồi, và bộ đế của em nó thì các bác thấy không, kiểu như hàng trưng bày á, cho nên mà chủ trước họ mang rất là cẩn thận nè. Kiểu hàng trưng bày chắc là mới chạm đất một lần thôi đó các bác. Đó, em này được sản xuất tại Made in Japan của Nhật ha. Rất là xịn sò luôn. Và bên trong của em nó thì cũng có thông số và mã code. Đó, thương hiệu dập nè, rất là xịn sò luôn. Ôi ôi, em này mới lắm các bác ha. Bây giờ mua mới cái em này cũng 7-8 triệu rồi. Đó, bên em hàng Si mà độ mới như thế này thì các bác nhanh tay chốt liền. Đó, quá hời, quá rẻ cho một em hàng mới 99% luôn đấy các bác. Rồi, và mã số chất hàng của em này đó là H8 ạ. H8 size 40 và shop em đang bán với giá là 850k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em ha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm. Một em siêu phẩm đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng này, thương hiệu Bali các bác nha. Trời ơi, dáng này rất là thon gọn luôn. Bác nào mà hay bận quần tây hay đồ vét thì em này mình có thể bận quần tây đồ vét mình đi làm, đi chơi, đi gặp đối tác, đi sự kiện thì rất là sang trọng luôn. Và em này thì bác nào chân chuẩn tầm 42 đến 42 là ok ha. 42 42 năm là rất là đẹp luôn các bác. Đó, mặt da láng bóng luôn. Rất là xịn sò, da em này rất là mềm các bác ha. Bộ nhận diện nè, Bali, rất là xịn sò luôn. Quá đẹp và mới luôn các bác ơi. Bộ đế của em nó thì cũng còn rất là mới nè. Đó, bộ đế da và đã có chống trơn sẵn của em nó luôn rồi ha. Chống jean nè.
Đó, chống trơn rin nè, 3 ly nè, rất là xịn sò luôn. Và size chuẩn của em đó là size 42.5 ạ. 42.5 các bác nha. Bên trong có dập thương hiệu 3 ly. Đó, một thương hiệu nổi tiếng của Ý rồi. Đó, dòng này mua mới bây giờ trên thị trường cũng 17 18 triệu rồi các bác nha. Đó, quá đẹp và rẻ luôn. Form trơn khá là đơn giản luôn ha. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Mã số chất hàng là H5, size 42.5 và shop em đang bán với giá là 2 triệu 7 thôi. Bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày lười nữa ha. Trời ơi, em này láng bóng luôn các bác ơi. Xịn sò lắm luôn, độ mới rồi. Rồi, đậu còn té luôn nè. Trời ơi, bóng loáng luôn các bác. Các bác thấy độ mới của em nó rất là bóng luôn. Đẹp không tì vết luôn các bác ơi. Em này thì size cũng siêu đẹp, size 41 thôi các bác. Đó, màu đen em này lên cổ tay rất là sang luôn các bác ơi. Ồ, em này chuẩn size 41 luôn các bác. Và bộ đế của em nó các bác thấy còn rất là mới luôn. Đó, một bộ đế cao su còn rất là mới, còn tem luôn nè các bác. Đó, còn tem chưa bóc luôn đấy. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Size chuẩn của em đó là size 41 ạ, đến từ thương hiệu Mitsubishi của Hàn Quốc nha các bác. Đó, rất là mới luôn, em này không cần sơ chi cũng rất là đẹp rồi các bác ơi. Size 41 nha, quần tây, quần jean ok hết, rất là đẹp luôn, bóng loáng luôn ạ. Đó, dòng da này thì mình ít phải đánh xi, tại vì mình chỉ cần lau qua thôi em nó cũng bóng rồi ha. Rồi, và size chuẩn của em là size 41 các bác nha. Và mã số chốt hàng của em đó là H3, size 41. Và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Free ship cho các bác luôn ha. Trời ơi, đẹp lắm các bác nha. Độ mới ơi, mới rất là cao luôn. Đó, mã số chốt hàng là H3 các bác nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày tây nữa ha. Em này thì dáng của em nó thì nó hơi hầm hố chút xíu nha. Dòng này thì các bác có thể phối quần tây, quần jean hay là kaki mang đều rất là ok ha. Đó, form dáng của em này rất là đẹp luôn, dáng hầm hố ha. Bác nào mà thích hầm hố đô con thì em này là ok ha. Da của em này hơi bóng chứ không phải là thuộc dạng da bóng đâu. Đó, đế của em nó còn rất là mới luôn. Đế V-Ram hàng rất là xịn sò luôn các bác ơi. Em này thì size chuẩn là size 40.5 thôi. Bên trong của em nó có một lớp lót và dập thương hiệu bên trong khá là xịn sò luôn. Em này rất còn rất là mới luôn đó các bác. Độ mới cao lắm luôn ấy. Đó, độ mới rất là cao mà form này là form dáng hầm hố ha. Rồi, và mã số chất hàng của em này đó là H14 size 40.5. Và shop em đang bán với giá là 650k và được miễn ship cho các bác luôn nha. Đó, các bác lựa được mẫu nào thì cứ alo cho em ha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày lười. Ồ, em này đẹp lắm các bác nha. Đó, màu của em nó là mặt trước của em nó là phối màu vàng bò nè, xung quanh là nâu đậm ha. Đó, màu này lên quần rất là sang luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Da bóng nè, hơi bong bóng thôi chứ không phải thuộc dạng da bóng đâu. Bóng kiểu này là bóng cái kiểu như độ mới á các bác. Mới cho nên nhìn nó bóng thôi chứ đâu không phải là da bóng nha. Đó, mặt da rất là đẹp luôn, hai màu phối rất là đẹp. Các bác thấy bộ đế không? Còn rất là mới luôn nè, kiểu như mới chạm đất 1-2 lần luôn đấy, chưa kịp mòn luôn đấy các bác. Và em này thì size chuẩn là size 41 các bác nha. Bên trong cũng có dập thương hiệu, rất là xịn sò luôn, còn rất là mới, lót khá là sạch sẽ luôn các bác ha. Đó, rất là độc, dạng dạng vân vân nè, rất là xịn sò luôn, màu nâu với màu vàng bò luôn ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là H1 ạ. H1 size 41 và shop em đang bán với giá là 550k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em ha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em đến từ thương hiệu Reroma của Pháp ha. Em này dáng mocha, màu này là màu xanh navy các bác nhé. Màu xanh navy rất là đẹp luôn. Xanh navy, da thuộc dạng như kiểu như da tay gai đó các bác. Dòng da bò, da tay gai nó kiểu như chống chảy xước rất là cao luôn ha. Em này thì size siêu đẹp, size 40 thôi các bác ơi. Size 40 nha, màu xanh navy. Bộ đế của em nó này, trời ơi, đế âm rất là xịn sò luôn. Reroma đến từ thương hiệu của Pháp nha. Em này được sản xuất tại Paris của Pháp ha. Ôi ơi, đẹp lắm các bác nè. Reroma của Pháp, lòng trong phun da rất là xịn sò luôn. Đó, màu
màu này lên quần rất là sang luôn. Các bác thể phối quần sọc, quần jean hay là quần kaki các bác đều phối được ha. Rất là đẹp luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là H5 size 40. Và shop em đang bán với giá là 750k. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Dòng đế âm thì mình có lên quần sọc, quần jean đều được ha. Quá xịn luôn các bác. Màu này là màu xanh navy, rất là hiếm luôn, rất là ít màu này luôn. Chủ yếu là màu đen thôi, đen và nâu. Màu xanh navy này ít có dày mọi ha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu màu đen đi ha. Màu đen truyền thống này. Đó, một em giày lười nữa ha. Đó, form dáng của em này khá là đẹp. Da của em này láng bóng luôn đấy các bác. Đó, độ mới còn khá là cao luôn. Đó, hôm nay nhà em về rất là nhiều mẫu đẹp, mẫu mới và độ mới thì line new rồi. Rất là xịn sò cho các bác luôn ha. Em này đến từ thương hiệu Misobe của Hàn Quốc ha. Độ mới rất là cao luôn đấy các bác. Đó, form rất là đẹp luôn. Đế này còn rất là mới luôn. Rồi và size chuẩn của em đó là size 41.5 trên 42. Shop em đang bán với giá là 600k, miễn ship cho các bác luôn nha. Các bác có thể lựa được mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em hoặc là gọi trực tiếp cho em cũng được ha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày lười nữa ha. Hôm nay em sẽ lên rất là nhiều mocha và giày lười loafer cho các bác lựa ha. Đó, màu của em nó là màu nâu đậm ha, màu nâu đậm các bác nha, không phải là màu đen đâu. Màu nâu đậm. Đó. Nâu thì mình có thể phối quần tây, quần jean đều được ha. Bộ đế của em nó này. Thiết kế bộ đế V-Ram rất là xịn sò luôn. Bên trong của em thì có một lớp lót cũng còn khá là sạch sẽ luôn ha. Đó, khá là sạch sẽ luôn các bác ơi. Da rất là mềm luôn. Màu nâu đậm ha. Bộ đế cũng còn rất là mới nữa ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là H6. H6 size 42, màu nâu đậm. Và shop em đang bán với giá là 550k. Và được free ship cho các bác luôn nha. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ alo cho em ha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Và cũng là một cuối cùng của em ha. Trời ơi rất là đẹp luôn nè các bác. Đó. Màu của em đó là màu xanh navy các bác nha. Màu xanh navy rất là đẹp luôn. Đó. Màu này là màu xanh navy các bác nha. Rất là xịn sò luôn ạ. Độ mới cũng còn khá là cao luôn đấy các bác. Màu này là màu xanh xanh kiểu như xanh xanh lá ấy các bác. Xanh lá rồi long long đen đó. Em này lên đồ rất là hầm hố luôn. Màu này rất là sang và độc. Đó. Size chuẩn của em đó là size 42 các bác nha. Đây các bác em soi cận cảnh. Màu này là màu xanh nha. Mình nhìn lên hình là nó ra màu đen chứ thật sự là màu xanh kiểu như màu xanh lá ấy các bác. Em này còn rất là đẹp luôn. Bên trong của em nó có một lớp lót khá là đẹp luôn, còn rất là mới luôn đó các bác. Đó, màu này là màu xanh nè các bác, ánh ánh xanh nè. Đó. Xanh xanh hơi sẽ đen đen nha chứ không phải là màu đen đâu ạ, màu xanh ha. Bộ đế thì hầu như là còn rất là mới luôn các bác. Nó rất là hầm hố với dáng này luôn. Bác nào mà thích sưu tầm độc lạ hoặc là màu lạ thì em này là ok á. Em này thì size chuẩn là size 42 và mã số chốt hàng là H7. H7 size 42. Và shop em đang bán với giá là 700k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Rồi một em giày lười mocha nữa các bác ha. Rất là đẹp luôn. Em này thì đến từ thương hiệu Reroma. Đó, Reroma của Pháp ha các bác. Đó, một màu đen truyền thống rồi. Đó, em giày mocha này rất là đẹp luôn. Da bò hạt các bác nha. Khóa của em nó là khóa đồng nè. Đó, rất là xịn sò. Da của em nó thì da bò hạt rất là dày dặn luôn ha. Đó, Reroma của Pháp ha. Rất là xịn sò. Size 39 là 245cm các bác nha. Bộ đế của em nó là bộ đế âm nè. Có dập thương hiệu Reroma của Pháp luôn. Rất là xịn sò các bác nha. Dòng mocha thì rất là hiếm hay bé luôn. Đó, hôm nay em về được có mấy đôi thôi, không có nhiều và cũng không có đủ size đâu. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em ha. Đó, mẫu này là hàng mới em săn sale được ít thôi chứ bình thường dòng này trên thị trường không có đâu. Đó. Size chuẩn của em là size 39 các bác nha. Và mã số chốt hàng của em này đó là H6 size 39 ạ. Và shop em đang bán với giá là 750k. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ alo cho em hoặc có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo cho em ha. Rồi em xin chào các bác và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.